Em chào các bác nhé. Em ngồi đây em chia sẻ với các bác một chút này này. Hôm nay thì em gặp mấy cái chị khách hàng, mấy chị bệnh nhân, chị hỏi em đây. Em ơi, chị bị mặt chị nhiều mụn quá. Dạo này chị thấy trong người nó cứ nóng, nó khó chịu. Nghe nói là bên em có cái bài thuốc về làm mát gan, giải độc gan, hiệu quả lắm phải không em? Thì em trả lời vâng chị. Thế em ơi, như cho chị hỏi một chút, cái mát gan bên em có dễ uống không ạ? Bảo vâng, vâng, cũng dễ uống mà chị. Tại vì mình đâu có thể nói là cái thuốc thì nó dễ uống như đâu người ta không thích uống. Chị lại hỏi. Chị hỏi thế này, em ơi, thế trong bài thuốc của em có cái xạ đen không? Có cái cà gai leo không? Thì thôi thì em chả nói gì, em cũng chỉ bảo là nếu mà những cái người mà đã bị bệnh rồi ấy, các bạn phải biết là bản thân của các bạn bị bệnh rồi, khi mà các bạn có những cái triệu chứng đấy thì các bạn sẽ tìm đến những cái thầy thuốc nào mà nó uy tín thì các bạn sử dụng. Khi các bạn sử dụng thì các bạn đừng có đa nghi quá. Người ta đã làm ra được cái thuốc, người ta đã gửi cho các bạn thì người ta phải có trách nhiệm với bản thân của họ, là đã gọi là thầy thì họ lương y như từ mẫu rồi đúng không các bạn? Họ đã phải có cái trách nhiệm rồi. Tuy nhiên là đấy là em nói về chị khách hàng hôm nay thôi. Thì cuối cùng chị cũng lấy, đấy, chị lấy hai đơn, chị lấy hai đơn và chị lấy về chị uống và chị cho chồng chị uống. Mà chị cũng có hiếu lắm, chị bảo chị lấy về cho bố mẹ chồng chị nữa. Thì mình nghe câu chuyện đấy thì tiện đây em muốn chia sẻ với các bạn một chút. Thứ nhất, đây, cái giải độc gan của em đợt này này, nó đẹp như thế này, màu nó đẹp. Tại sao màu nó đẹp như thế này là tại vì em đun bằng bếp củi. Em chưa xuống cho xuống cái nồi em đun vào bếp củi các bạn nhé. Em chỉ đun hai túi như này thôi, đun hai túi với 1,5 lít nước thôi, đun cho nó sôi chín thôi. Nước đây là nước đợt 1 nhé, đợt 2 nước nó vẫn còn như thế. Nếu mà các bạn đun đun với hai túi này em đun với 1,5 lít đấy thì nó vẫn còn nước đấy. Thứ nhất là em trả lời này, em chia sẻ cho các bạn là nếu mà để nói về trong tất cả các loại thuốc thuốc nam ấy thì loại nào dễ uống đấy, thì khẳng định với các bạn là chỉ có giải độc gan này thôi, rất là dễ uống. Một cái nữa là em cũng chia sẻ ở đây luôn, ở trong này không có thành phần cây cà gai leo, nhưng đối với em cây cà gai leo nó không phải là một vị thuốc quan trọng lắm. Đối với rất là nhiều bác thì nó là quan trọng, nhưng đối với em nó không quan trọng lắm. Nhưng mà đặc biệt là cây xạ đen của em ở đây là phải có. Cây xạ đen ở thành phần này phải có. Bài thuốc của em có những cái vị chủ đạo, những cây thuốc gọi là đầu bảng, những cây thuốc cực quý luôn, đó là rễ của cây bàn tay ma, rễ của cây ưng bách bạc, cây xạ đen, cây cổ bình, là những cái vị thuốc đầu bảng rồi ạ. Nấm hồng chi, linh chi ấy, linh chi rừng ấy, mọc tự nhiên ấy, cây cổ bình, và có rất 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 là nhiều vị thuốc không thể thiếu được. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết là rễ của cây bàn tay ma, rễ của cây ưng bách bạc và cây ngộ độc trắng, đấy, cây xạ đen nữa là các bạn biết rồi. Một cái cốc nước mà để ra được như thế này, uống như này thì đã có đấy, đấy là một quá trình của em nghiên cứu đấy các bạn. Nghiên cứu và học tập em mới nghiên cứu thành nghiền thành được như này đấy ạ. Em mới nghiền được thành như thế này. Trong đó là như có những cái vị thuốc đầu bảng là các bạn không có đâu. Bài thuốc của em có ít nhất là 20 vị. Hơn 20 vị thuốc của bài thuốc giải độc gan, cho nên là uống vào ngoài nó làm mát gan, mát thận, mát phổi ra, nó còn làm cho dễ ngủ nữa. Và đặc biệt bác nào mà nam giới có vấn đề về sinh lý này nên dùng cái này. Nữ giới cũng thế. Rất là hiệu quả luôn. Bạn nào mà chưa được uống giải độc gan của em thì nên alo cho em để lấy về dùng cho cả nhà dùng. Công dụng thì em chia sẻ suốt ngày rồi. Bạn nào mè đay mẩn ngứa này, nóng trong người này, khó ngủ này, khí huyết không lưu thông này, tắc các mạch này, hay đau đầu này, tiền đình này, hay uống bia rượu nhiều này, ăn uống đồ cay nóng này, làm việc môi trường khói bụi này thì alo cho em.